Rạng sáng ngày 2 tháng 11, trong lúc phối hợp tuần tra, công an xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và lực lượng dân phòng đã phát hiện hai đối tượng đang ghé vào cây xăng đổ xăng có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phương tiện. Khi thấy lực lượng chức năng, một đối tượng liền bỏ chạy, người còn lại là Đặng Khương Linh, 21 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc bị bắt giữ. Khi kiểm tra xe mô tô do Linh điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện có một túi ni lông màu đen, bên trong có bốn con chó đã chết, một súng chĩa bằng kim loại và một chai bột ớt. Qua làm việc, đối tượng này khai nhận số chó nói trên do đối tượng vừa bắt trộm của dân. Lực lượng chức năng đã tịch thu tăng vật và ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng đối với Linh, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để xử lý.